Hey, xin chào các bạn. Thời gian vừa qua thì khá là nhiều bạn có hỏi mình là làm thế nào để có thể đi phỏng vấn tốt nhất và làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị được những cái câu trả lời tốt nhất trước nhà tuyển dụng. Thì mình có lập ra một cái group với cái tên là cộng đồng web full stack dành cho tất cả những bạn mà đang và đã và hoặc là chuẩn bị theo mảng web này thì các bạn có thể join vào đây. Thì khi mà các bạn join vào đây thì chúng ta sẽ có một cái group để chúng ta thảo luận. Các bạn có thể đăng bất kỳ những cái câu hỏi nào của các bạn cần hoặc là những cái mà các bạn thắc mắc, thậm chí là những cái lỗi mà trong quá trình các bạn làm các bạn gặp phải và chưa giải quyết được thì các bạn đăng lên đây, nó sẽ dạng như thế này đó. Thì ở trên này sẽ có đội ngũ của bên mình support các bạn trả lời và cho các bạn những cái đáp án về những cái vấn đề mà các bạn thắc mắc một cách nhanh nhất và nó chính xác nhất. Ngoài ra thì ở trên nhóm này sắp tới thì mình sẽ tổ chức live stream thường xuyên hơn để chúng ta có thể học hỏi và chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức về kỹ năng phỏng vấn cũng như là những cái kiến thức về chuyên môn. Các bạn có thể nhìn ở đây thì chắc chắn rồi, mỗi ngày chúng ta sẽ có những cái câu hỏi phỏng vấn mà bên mình thường hỏi ứng viên để các bạn có thể hiểu về từng cái nội dung này. Thì ở dưới này sẽ là cái phần câu trả lời của các bạn, sau đó thì bên mình sẽ sửa lại những cái phần được hoặc những cái phần chưa được mà các bạn trả lời ở đây đó. Ngoài ra những bạn mà ngại tiết lộ danh tính của mình thì các bạn có thể chat trực tiếp vào trong cái nhóm này, thì ở trong nhóm này chúng ta sẽ có những cái chia sẻ nó private hơn để các bạn có thể hỏi. Và ở đây các bạn có thể nhìn đây là danh sách những cái câu hỏi và những cái mà các bạn khác đang hỏi thì các bạn sẽ được trả lời khá là nhanh. Và các bạn nhìn thấy này, nó sẽ có những cái dạng cast câu hỏi như thế này để các bạn có thể tham khảo, và đây cũng là cái cách để các bạn tích lũy kiến thức cũng như là tích lũy những cái kỹ năng khi mà chúng ta đi phỏng vấn, đặc biệt là những bạn mới, những bạn đang muốn trở thành fresher của một công ty bất kỳ thì các bạn hãy tham gia vào nhóm này, và chắc chắn rồi trong thời gian tới thì sẽ có live stream các bạn nhé. Đó, thì đây là một cái thông tin nho nhỏ mà mình muốn share cho các bạn. Một điểm quan trọng nữa đó là ở nhóm này thì sẽ không có thông tin về tuyển dụng hay là những cái bài viết spam, có nghĩa là chúng ta chỉ focus vào tất cả những kiến thức liên quan đến web full stack, từ HTML, CSS, JavaScript, những cái framework của JavaScript hay là của CSS như là Bootstrap hay là Tailwind, Vue.js, React.js, Angular hay là các framework của PHP như là Laravel, CodeIgniter hay là CakePHP, các bạn đều có thể put vào đây, thậm chí là Node.js nữa. Các bạn cứ yên tâm là bên mình sẽ có một cái đội ngũ để trả lời các bạn. Thì các bạn hãy tham gia nhóm và chia sẻ nhóm đến với bạn bè của mình để nhóm của chúng ta hoạt động tốt hơn. Đó, thì hy vọng là chúng ta sẽ có một cái xây được một cái cộng đồng để chúng ta có thể giúp đỡ nhau học tập và phát triển, kể cả các bạn. Mục tiêu là chúng ta không phải là chỉ học để đi làm, mà kể cả sau này các bạn đi làm rồi thì chúng ta vẫn có thể trao đổi thường xuyên ở trên đây. Bởi vì sao? Đi làm rồi không có nghĩa là chúng ta không cần phải học. Bởi vì khi các bạn đi làm thì chắc chắn là các bạn sẽ phải học rất nhiều thứ ở môi trường mới, và những cái lỗi mà các bạn gặp hàng ngày chắc chắn là sẽ không bao giờ tránh khỏi. Thì các bạn có thể put lên đây để chúng ta có thể thảo luận và chúng ta mọi người có thể giúp đỡ bạn. Và đặc biệt là bên mình có core team nên là sẽ giúp các bạn sẽ rất là nhanh. Đó. Thì đây là một cái chia sẻ ngắn gọn về cái cộng đồng này. Các bạn hãy share cho bạn bè của mình và các bạn hãy tham gia để nhận những cái tin mới nhất, những cái câu hỏi phỏng vấn mới nhất từ cộng đồng nhé. Ok, chào các bạn.